Kính thưa quý vị, về phía chúng tôi cũng xin được chân thành hôm nay một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu và quý vị khách quý, tất cả chúng ta học sinh nghèo hiếu học và chúng tôi đã từng gặp trong quá trình đi xác minh lý lịch của các em. Thưa quý vị, chúng ta nói em học giỏi nhất ở cái trường đấy, em tự hào lắm. Thấy người ta bảo là con em ấy thi đại học đấy là đỗ ngay, nhưng tôi làm sao mà mình nuôi được. Thế em bây giờ phải vào em chăm sóc cho mấy đứa trẻ của em tí hả? Tôi đã bảo mấy đứa nào học cứ trả hành thôi, học thế thôi, ở nhà mà còn giúp bố và chăm sóc mấy đứa. Đi vào đây nhà tắm rửa cho em đi, bố nghỉ tí rồi ăn cơm nhà cô nắng con cái. Nhưng mà em nói cho con này em trông thấy thôi, nhưng mà hôm qua con bé này á sáng nó đi học đã dặn dù có thế nào cũng phải cho em nó vào học đại học. Thế nhưng mà ngọt mà tôi nói thật, cứ nói chuyện thằng giàu thì bực hết cả mình, cứ thăm cho mỗi điểm giàu. Mục đích của nó là để tiếp thêm niềm tin và cơ hội để cho các em tiếp tục học đại học ạ. Cái tiên quý này, cái kia, tổ chức này, tổ chức kia, công ty này, công ty kia, cái thành lập cho để họ lôi kéo mình vào. Thế tôi không thể vì một bước sai lầm mà như con gái tôi bảo sau này nó lại trách tôi. Cô không biết thì thôi, trách nhờ là tôi bên ngoài suy nghĩ hoang sơ nhưng bên trong phải vật nên thơ chứ tình. Dạ. Tôi không thể nào mà một bước sai lầm. Thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng không ngăn bước cậu trò nhỏ bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Vượt lên số phận, Trần Thanh Liêm thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vừa đi học, em vừa đi làm gia sư để có thêm thu nhập đỡ đần cho bà ngoại. Liêm đã may mắn nhận được học bổng của quỹ Thắp Sáng Niềm Tin giúp em thực hiện được ước mơ tưởng như bị bỏ dở trường. Và với sự cố gắng học tập đạt kết quả tốt, lại có tinh thần làm từ thiện giúp đỡ các em nghèo khó. Mới đây, một niềm vui lớn đến với em khi em được nhận về thực tập và sẽ được vào làm việc tại công ty dầu khí Premion. Một kết quả có hậu cho quỹ và cho Liêm. Dựng lên từ tình thương của những người dân trong xóm, nó không đủ lớn, không đủ sức chống chọi mưa bão, bởi luôn thiếu một bàn tay chăm sóc của người cha. Chiếc bàn học tập này được đóng từ giường cưới của bố mẹ Hạnh. Nhiều năm qua, nó không chỉ là tài sản, nó còn là người bạn để bên đêm khi các em đã đi ngủ, Hạnh lại lặng lẽ sắp đèn. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng đã không làm em chùn bước. 12 năm học phổ thông, Hạnh luôn là học sinh giỏi của lớp, của trường. Học vì yêu thương của những tấm lòng hảo tâm dành cho trẻ em nghèo vượt khó trên khắp cả nước. Thắp sáng niềm tin nơi các em, để các em tin vào ngày mai tươi sáng. Ngay từ ngày đầu thành lập, quỹ đã nhận được sự ủng hộ đầy nhiệt tình, tâm huyết về vật chất cũng như tinh thần từ các anh chị em cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Sau 4 năm hoạt động, đã có 260 em sinh viên trên toàn quốc với trên 500 suất học bổng, tổng số tiền trên 4 tỷ đồng đã được trao. Với mức học bổng 9 triệu đồng một em một năm trao cho các em trong suốt cả 4-5 năm đại học đã giúp các em yên tâm học tập, thực hiện ước mơ tưởng chừng như gian dở. Điều quan trọng mà em nhận được khi em vào quỹ học bổng của các em đấy, cho nên là dù có khó khăn như gì chúng tôi cảm thấy không quản ngại và chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục cái hành trình đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu đồng hành hỗ trợ các em khi ra trường bước vào môi trường mới. Quỹ đã và sẽ mở rộng các hoạt động hướng nghiệp với sự ra đời của trung tâm gia sư Thắp Sáng Niềm Tin để các em có cơ hội trải nghiệm, cọ sát với thực tế và tạo thêm nguồn thu nhập. Và tiếp nữa là sàn giao dịch việc làm Thắp Sáng
sáng niềm tin miễn phí cho mọi đối tượng, được đầu tư đủ nguồn lực cùng các hoạt động tư vấn việc làm sẽ là cầu nối hữu hiệu giúp các em dễ dàng tiếp cận, thích ứng với công việc sau khi tốt nghiệp. Thành công của các em cũng chính là thành công của quỹ. Khóa sinh viên đầu tiên hoài bão của chính mình. Và thưa quý vị, có lẽ rằng với những thông tin vừa rồi, quý vị đã có dịp để hiểu rõ hơn về quỹ học bổng thắp sáng niềm tin. Tôi được trân trọng chào đón sự hiện diện của các vị khách quý đã tiếp tục đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty dịch vụ đầu tư HIPT. Xin trân trọng chào đón ông. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PPFC, Chủ tịch Quỹ Học bổng Thắp sáng niềm tin sẽ phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Tất cả các nhà hảo tâm mà PPFC là người khởi xướng và điều hành, quỹ đã góp phần tạo cơ hội mới cho những số phận kém may mắn, những hoàn cảnh khó khăn của những em học sinh khi không được cắp sách tới trường hoặc sẽ bỏ dở việc học hành khi mà tương lai của các em đó sẽ là một cái tội. Chúng tôi thiết nghĩ lợi nhuận trong kinh tế chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ với cộng đồng. Chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng niềm tin cho tương lai của đất nước này bằng việc học tập của các em và ý thức vươn lên xây dựng cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, góp phần tạo dựng xã hội văn minh. Các đồng chí, các bạn bên cạnh để ủng hộ vật chất cho quỹ cũng sẽ cùng chúng tôi quảng bá những hoạt động của quỹ với một số chương trình phát thanh truyền hình để quỹ đến được với cộng đồng hơn, chia sẻ nhiều cơ hội thành công trên con đường học tập. Mang ơn những quý vị đã trong thời gian qua đã đóng góp và giúp đỡ
thảo như thế này thì được ra trường có những bằng kỹ sư và cử nhân.